quá đã. Quay khoảng 3 cái là lại gắt máy. Ba con, 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 ba con,
đi cháu gọn vào đây không chặt gọn đúng không? Chứ gọn chờ ngon quá. Thank you.
Tôi cho anh bê đi nhá. Thank you.
nào. Em quả chưa? Wow, của em ngon lắm em ạ. Xem nào. Wow, tuyệt vời đấy. Thế thôi. Vâng. Thơm hả anh? Thơm lắm. Quá đẹp, đẹp. Cho vào đấy xong rồi cắt anh nhỉ. Cắt luôn em. Lấy nước cho em nhé. Vâng. Quá ngon. Thơm ngọt đấy. Ngon không? Ngon quá. Ăn miếng này thử xem. Rồi em nhiều nhé. Anh ăn đi. Món mới này ăn được lại nhỉ. Thơm lắm. Lẽ ra anh phải nghĩ ra cái đầu này. Nó món này nhỉ. Nào lại trồng thêm nhỉ. Khi chấm lại bên góc kia. Phẩm. Em thơm nhớ này. Không hết đâu.
ăn đi. Thơm lắm anh ạ. Thơm không? Thơm, cái này to quá. Không ngờ cái cà bát này nhồi này nó ngọt kìa. Ăn nó quá mà nó ngon lắm. Ừ. Cơm đi em. Dạ. Thank you.